đây là đoàn Phật tử của tỉnh thất Chân Dương đang đi phát vì sao tại các chốt phong tỏa ở Chí Hòa này các bạn. Đoàn của thầy Vũ sẽ di chuyển đến các chốt phong tỏa ở Tuy Hòa. Thực sự thì kể từ khi Tuy Hòa giãn cách xã hội, đoàn của thầy Vũ tối nào khoảng 22 giờ đêm sẽ đến từng chốt phong tỏa ở Chư Hòa để mà gửi những suất ăn giúp cho các anh chị em canh các chốt này trực đêm. Đây là việc làm rất là ý nghĩa này các bạn. Các anh em đang túc trực tại các chốt này các bạn. Thầy có thể chia sẻ về thầy được không ạ? Dạ, kính chào mọi người. Thầy đến cùng với hội quý Phật tử đến từ tỉnh thất Chân Như, tọa lạc tại thành phố Tuy Hòa, một ngôi tỉnh thất cũng mới được thành lập, và với tinh thần chống dịch như chống giặc cũng như là tinh thần mà đạo pháp luôn đồng hành cùng dân tộc, thì hôm nay khi nằm trong vùng đại dịch thì tất cả thầy và trò tỉnh thất Chân Như cũng như là tất cả mọi người đang hướng tâm về với hội thành phố Tuy Hòa cũng như là tỉnh Phú Yên, chia sẻ một chút gì đó với lực lượng tuyến đầu chống dịch. Dưới cái thời tiết 38-39 độ C của dải đất miền Trung này thì tất cả chúng tôi đều mang một tâm thành tri ân và biết ơn đến các tuyến đầu chống dịch đã vì hạnh phúc của mọi người, vì hạnh phúc của tất cả mà các anh đã ở ngoài trời nắng cũng như là ở trời đêm để mà bảo vệ sự bình an cho tất cả mọi người. Vì vậy thì tất cả những phần ăn chỉ là nhỏ bé thôi, nhưng hy vọng đó là tấm chân tình cũng như là tấm lòng biết ơn của tất cả mọi người dành cho các anh. Dạ.
Thầy là thường là đêm nào cũng đoàn cũng đi như thế này hay sao thầy? Dạ, bắt đầu từ khi mà thành phố Tuy Hòa có lệnh giãn cách xã hội và thành lập các chốt chống dịch thì chương trình đã hàng đêm gửi tặng tại 16 chốt chống dịch và mỗi đêm thì hỗ trợ thêm chốt ăn thức ăn đêm cho các anh. Dạ. Rồi cảm ơn thầy. Đây là nguồn kinh phí từ đâu thầy? Tất cả nguồn kinh phí đây là do tại tỉnh thất cũng như là thầy trò ủng hộ để làm được những chương trình như thế này. Dạ. Cảm ơn thầy rất là nhiều. Hy vọng rằng thời gian tới không những chỉ có đoàn Phật tử của tỉnh thất Chân Như mà còn có rất là nhiều mạnh thường quân sẽ hỗ trợ đồng hành chung tay cùng Phú Yên ta chống dịch Covid. Đoàn chúng tôi sẽ tiếp tục đến các điểm chốt còn lại.